Kính chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục về chương trình video thì em lên nhanh luôn bác một số sản phẩm hàng vừa về xong nhá. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like, một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm rồi video mới nhất với em. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Các bác lưu ý cho em là hóa đơn trên 200k thì sẽ được miễn phí ship nhá. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy. Lưu ý cho em là 200k sẽ được miễn phí ship coi nhá. Trước khi đi vào những cái sản phẩm mới thì em lên luôn cho bác một số máy hàng sản phẩm đang được giảm giá nhé, để các bác cùng cập nhật giá cả này. Rồi lên luôn cho bác sản phẩm đầu tiên, đó là hộp miếng rán ngải cứu nhá. Lên mã em sẽ hộp miếng rán ngải cứu. Một cái hộp này sẽ gồm có là 12 cái miếng rán ngải cứu nha. Đó, nó là thành phần tự nhiên, thành phần từ ngải cứu nhá. Thì chuyên trị các bác nào mà đau cổ vai gái, các bác đau xương, đau khớp, đau người, đau ngợn, các bác rán cho em rất ok luôn. Đó. Một hộp sẽ là 12 miếng thì đây. Vẫn còn tem tiếc ngon lành luôn này. Đấy, vẫn còn tem tiếc luôn nhá. Rất chất luôn. Con này bán nhiều lắm, con này bán nhiều các bác dùng rất ok này. Đây, một hộp của nó sẽ gồm có 12 miếng trong hộp này nhá. Đấy. Thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là miếng rán ngải cứu, một hộp 12 miếng, giá sẽ là 20k cho một hộp nhá. 20k trong một hộp. Bữa trước con này là anh em đang bán 40.000 đấy. Đợt này thì cũng giảm giá, xả kho bán nhanh để bác dễ mua. Đấy, với lại em báo giá lại để các bác cập nhật giá cả nhá. 20.000 cho một cái hộp miếng rán ngải cứu 12 miếng nha. Đây, một cái miếng của nó sẽ nhầy nhá. Một cái miếng của nó sẽ nhầy. Đó, đi đây, đúng trên hình video xem anh nhá. Đây. Đó, một cái miếng này thì bên ở đây nó sẽ là một cái lớp thuốc này, thuốc ngải cứu này. Đấy, và khi mà sử dụng được các bác lần các bác bóc qua. Đây, các bác lần các bác qua đây. Lần các bác bóc qua này. Đấy, bóc qua nhá, bóc ra sau đó các bác dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác đau. Như kiểu là các bác dán cái cao trong bát ấy. Đó, nhưng con này nó là thành phần từ ngải cứu nhá. Chị đau nhức xương khớp, đau cổ vai gáy các thứ ở đây thì các bác cứ bóc qua dán trực tiếp vào cái chỗ nào đau cho em là xong. 20.000 một cái hộp miếng dán 12 miếng nhá, 12 miếng. Mùi cao rất là thơm. Mùi cao thơm lắm, mùi cao thơm dã man luôn. Đó, rồi. À, đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Đau mỏi vai gáy, đau lưng, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp phổ biến ở người già và người trưởng thành. Đấy, dán gáy này. Miếng dán ngải cứu đa năng, dán trực tiếp lên vị trí đau như vai gáy, cột sống lưng, đặc biệt với những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống nên sử dụng miếng dán hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Ngoài ra, sử dụng miếng dán Mà hay vì đau vai gáy thì đừng bỏ qua video này của em Hằng nhá. Đây là cái sản phẩm mà em Hằng đã dùng rất là nhiều năm nay rồi. Đây là cái miếng dán vai gáy ngải cứu, nó điều trị vai gáy rất là tốt luôn. Mà em đau đến nỗi mà bị nổi cục cả lên ấy. Nhưng mà kiểu mình ngồi văn phòng hay là ngồi làm việc nó mỏi ấy. Đấy nên là mình phải dán cái vai gáy này, khi nào mà bị đau quá là em Hằng phải dán đấy. Đây như em đang dán đây nhá. Đấy, đỡ mỏi luôn. Mà ai bị đau vai gáy này thì mọi người biết là nó rất là khó chịu luôn. Đấy nên là cái sản phẩm này em Hằng đã dùng rất là nhiều năm nay. Một gói này của nó sẽ là có 12 miếng như này nhá. 12 miếng dán vào em vai gáy như này, nó nóng, dán vào cái nó nóng luôn, đỡ đau hẳn luôn. Nên là mọi người dùng cái này cực kỳ hiệu quả luôn em Hằng. Đấy, thực tế về cái sản phẩm miếng dán ngải cứu 12 là đi 20k cho một cái hộp miếng dán ngải cứu 12 miếng nhá. Đấy. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là lô đá mài A. Lên mã em sẽ là sản phẩm đá mài A nhé. Em còn khoảng tầm ít nữa thì em cũng lên thanh lý nốt cho bác luôn. Hàng đá mài A, hàng độ mịn sẽ là 5.000, 10.000. Hàng của Made in Japan, thương hiệu sẽ là Katashiwa. Đá này sẽ là đá hai mặt nhá. Một mặt độ mịn 10.000, một mặt độ mịn 5.000. Đấy, phù hợp cho bác mài dao. Đặc biệt là những dạng dao phi lê, dao Nhật. Đấy, thì mài con này rất ok. Đi kèm là sẽ có một cái đế cao su này. Để khi bác mài các bác để lên cái đế này, sau đó các bác để view như cái bàn bếp nó trơn trượt, các bác để lên không lo nó bị xô dịch cái viên đá nhá. Đấy, nó chắc cái viên đá các bác dễ mài hơn. Đó, hai mặt luôn nhá, hai mặt luôn. Lên mã em sẽ là siêu phẩm đá A. Đó, con này thì bán rất nhiều rồi và đợt này đang xả kho với một cái mức giá để các bác rất là dễ mua luôn. Lên mã em sẽ là đá A này, đá A này độ mịn sẽ là 5/10 nhá. 5.000 10.000 em viết tắt là 5/10. Đó, giá của nó sẽ là 90.000 một viên nhá. 90k một viên. Đó, 90.000 một cái viên này. Một cái mức giá gọi là bao giá thị trường luôn. Đấy, không có đâu rẻ bằng nhà em luôn. Em cam kết luôn các bác nhá. Giá rất là tốt để các bác dễ mua. 90.000 một cái viên đá như này thôi các bác nhá. Độ mịn 10.000, 5.000, hàng của Katashiwa Made in Japan. Hai mặt, đó một mặt mài phá và một mặt mài sắc các bác nhá. 90k một cái viên đá này các bác nhá. Đó, các bác cùng cập nhật lại giá. Đó, giá rất là tốt để các bác dễ mua luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, hiện tượng mất điện các thứ xảy ra rất là nhiều. Thì hôm nay bên shop cũng lại tiếp tục về một cái lô quạt. Đó là cái lô quạt, lô này thì nó không phải là quạt tích điện, nhưng mà nó cũng có thể là dùng rất là đa năng. Đấy, vì nó sử dụng cái nguồn điện 5V cô nhá, nguồn điện 5V 2A. Tức là ví dụ như là các bác có một cái cục sạc dự phòng như này là các bác vẫn có thể cấp nguồn thì cái quạt này nó chạy được. Đấy, nên là nói chung là cũng có thể là cứu cánh cô nhá. Cũng có thể là cứu cánh trong cái mùa hè. mà hiện tượng mất điện đang xảy ra rất là nhiều. Đó, thì bác mua ngay cho em một cái con quạt này về, mà giá của nó thì hiện tại đang rất là tốt luôn. Các em đi vào báo giá trước luôn nữa để các bác cùng tham khảo luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là quạt đôi. Đấy, quạt đôi này. Giá sẽ là 110k một chiếc nhá, 110.000 cho một chiếc quạt đôi nha. Đấy, nó sẽ có hai quạt luôn, quạt đôi. Con này thì các bác có thể sử dụng đa năng, mang đi này, rồi là các bác có thể là để sử dụng ô tô, sử dụng ở trên nhà. Đấy, đa năng luôn. Đây, một con quạt thôi nhá, sẽ gồm có là hai quạt này. Mỗi quạt thì công suất sẽ là đi 10W, thì hai quạt này sẽ là 20W nhá. Hai quạt sẽ là 20W luôn. Quạt thì là dòng động cơ không chổi than nên là rất là bền và chạy cực kỳ là êm luôn nhá. Đấy, chạy rất êm. Đây là phần công tắc này, sẽ có hai cấp độ gió, cấp độ 1, cấp độ ở giữa là cấp độ tắt và cấp độ 2. Đấy, 1 2, hai cấp độ nhá. Đấy thì nó sẽ hiển thị luôn ở trên cái bàn phím ở trên này. Cái nút công tắc đây các bác có thể nhìn rõ luôn này. Và theo sau đằng sau thì là một cái dây nguồn. Đấy, dây nguồn con này thì cái nguồn điện vào của nó sẽ là nguồn điện DC 5V 2A, các bác nhìn kỹ cho em này. Đấy, nguồn điện DC 5V 2A nhá. Và công suất của nó sẽ là 10W, tức là một quạt này là 10 này, hai quạt là 20W này. Đấy, và nguồn điện sẽ là DC 5V, tức là ví dụ về các bác dùng, ví dụ như là lúc nào có điện thì các bác có thể dùng trực tiếp cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đấy, ví dụ như là có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào đây và các bác cắm vào trực tiếp vào điện nguồn 220 thì quạt nó sẽ chạy. Còn nếu không, ví dụ như là mất điện thì các bác có ngay cái cục sạc dự phòng như này. Đấy, các bác có thể là kiếm cái cục sạc dự phòng này, các bác cắm vào cho em. Đấy, cắm vào đây. Đó, sau đó là các bác bật công tắc là quạt chạy nhá, cực kỳ mát luôn. Đây, cấp độ 1 thì vẫn rất là mát nhá. Con này là nó hai quạt nên là nó xong kiếm một bích vào rất là mát luôn. Đây, cấp độ 1 thôi chạy rất mát luôn, còn cấp độ 2 thì siêu mát luôn. Đấy, quá mát luôn ạ, mát lắm. Mát mà em đứng khoảng cách khoảng tầm 1 mét nhưng mà vẫn rất là mát nhá. Đấy, đứng khoảng tầm 1 mét vẫn rất là mát, thích ạ, dùng rất ok luôn. Đấy, quạt chạy cực kỳ êm này, có nghe tiếng này, êm ru luôn. Đấy, êm ru nhưng mà chạy cực kỳ khỏe nhá. Dòng động cơ không chổi than nên là siêu bền. Và 10W các bác yên tâm là 10W, một con quạt nhỏ mà 10W như này thì cũng yên tâm là nó chạy cực kỳ khỏe rồi. Đấy, siêu khỏe luôn. Đây các bác nhá, đây các bác cùng xem này, cái độ mạnh của nó này. Nói chung là rất là mạnh nhá. Hai quạt mà, nhưng mạnh lắm. Đấy, có thấy không? Dưới bóng nó bay phạch 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 luôn nhá. Đó. Bay mà nó phạch 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 này không phải là yếu đâu các bạn. Siêu khỏe luôn đấy. Mà với cái nguồn điện 5V như này quạt như này rất là khỏe rồi. Chống cháy trong cái thời tiết nắng nóng, và đặc biệt là nó đang mất điện nữa thì cứu cánh rất là tốt. Các bác chỉ việc là có một cái cục sạc dự phòng như này, các bác cắm vào cho em là ok. Hoặc nếu mà có điện thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại này là ok. Đấy, đấy là tùy nhu cầu mình về mình ứng dụng sử dụng. Trong cái thời tiết như này là rất ok nhá. Và ngoài ra thì con quạt này rất hay là nó có thể là ngửa lên như này. Có thấy không? Ngửa lên này. Rồi có thể là cụp xuống và có thể là đảo ra đằng sau này. Đảo ra đằng sau này. Đấy, ngửa ra đằng sau. Ngửa về đằng trước này. Điều chỉnh các góc độ của quạt nhá, để nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bác. Rất ok luôn. Quạt chạy cực kỳ êm. Đấy, êm ru luôn, không có tiếng kêu luôn đấy. Êm, rất êm nhưng mà cực kỳ là mát. Êm là hay. Đó này. Chính xác này. Không gọi là nghe tiếng ho một tí nữa. Đấy không? Và rất là khỏe luôn nhá, mát lắm, dùng quá ok luôn. Đó, quá ok luôn. Đấy, gió rất mạnh nhá. Rồi, lên mã em sẽ là quạt đôi. Đấy, quạt đôi. Giá sẽ là 110k một chiếc nhá, 110k một chiếc cho một chiếc quạt đôi này. Lưu ý cho em là sử dụng nguồn điện DC 5V 2A nhá. Đấy, DC 5V 2A. Và các bác có thể là dùng sạc điện thoại hoặc là sạc dự phòng. Đấy, sạc dự phòng. Đấy là các bác có thể là cắm được cái quạt này. Đấy, rất ok rồi nhá. Và cái sản phẩm này là bên em bán là hàng nó sẽ như này nhá. Em nói luôn là nó sẽ có nguyên quạt này thôi. Còn cái sạc với lại cái cục sạc dự phòng này em lấy là quay mẫu đó bác nhá. Đấy, không thấy chạm đến nơi các bác bảo ơ sao sạc với sạc dự phòng sao lại tôi quay mà không đi đâu. Ở đây em bán là chỉ nguyên cái này thôi. Đấy, nguyên một cái bộ như này, sẽ có là dây nguồn cắm vào một quạt, và vẫn còn là hàng vẫn còn nguyên hộp nha các nhá. Đó, rồi. 110k một chiếc quạt đôi nhá, quạt đôi 110k. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái bộ ổ cắm điều khiển từ xa. Đấy, lên mã em sẽ là bộ ổ cắm điều khiển từ xa. Ngoài ra thì lần này nó về thêm luôn các bác là cái bộ ổ cắm cái bộ điều khiển từ xa dạng đấu nối này. Đấy, thì bên em hiện tại đang có hai mã, một mã bộ đấu nối và một mã ổ cắm trực tiếp nhá. Đấy, ổ cắm trực tiếp. Hai mã này thì khoảng cách điều khiển từ xa đều là 1 km nhá. Lưu ý em là 1 km, đấy là trong điều kiện là không vật cản. Đó, còn nếu mà có vật cản thì nó sẽ bị giảm cây số thôi nhá. Đấy, nó sẽ bị giảm cái khoảng cách điều khiển xuống. Còn nếu mà không có vật cản thì khoảng cách chuẩn của nó sẽ là 1 cây số nhá. Đấy. Và đây, đây là con bộ ổ cắm này. Con này thì rất là tiện, qua dùng thì nó sẽ gồm có là một cái bộ như này, đi kèm là một cái remote điều khiển đấy, tay điều khiển này thì sẽ có 2 nút on off, và lúc nào ở xa các bác rút cho em căng đèn lên, còn không thì bình thường các bác cứ để lại xuống được, nó vẫn điều khiển ok. Còn đây là cái nút nguồn vật lý ở trên này, còn không có bấm nút này cho em. Và đây rất là dễ dùng, các bác chỉ việc là ghim thẳng trực tiếp cái này vào điện 220 cho em. Đó, ghim đây. Đó, bắt đầu nó sẽ lên này, đợi chút đây để em cắm lại cho bác xem. Đây nhá, khi mà cắm thì nó sẽ lên đèn báo màu đỏ này. Đấy, và bây giờ ví dụ như em đang muốn điều khiển một cái quả bóng đèn vào đây này. Đây, em đang muốn điều khiển quả bóng đèn này, các bác cắm vào đây. Hoặc là các bác có thể điều khiển ví dụ như cái dạng ví dụ máy bơm này, rồi là những cái đồ thiết bị điện. Các bác điều khiển cái gì bác cắm vào đây, cắm chip vào đây. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó các bác lấy cái remote điều khiển, bấm này. On này, off này, on này, off này, on này, off này. Đấy là cái nút điều khiển ở trên tay em đang cầm nhá. Ngoài ra thì bác có thể bấm trực tiếp trên cái nút này cũng được. Đây cái nút này này, bấm đây, on này, off này, on này, off này. Đấy là cái nút vật lý ở trên này. Cái nút này là bấm nhanh thôi. Còn thường thường thì mình nên dùng cái điều khiển này. Thì dùng điều khiển nó sẽ tiện hơn. Khoảng cách khoảng tầm 1000m là các bác vẫn có thể bấm được nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó là cái bộ ổ cắm điều khiển nhá. Dùng thì rất là dễ, chỉ việc là ghim trực tiếp này vào điện 220. Sau đó cái ổ còn lại này các bác cắm vào cái thiết bị điện các bác muốn điều khiển, thế là xong. Đấy, và các bác dùng điều khiển nó bấm thôi, rất là dễ dùng nhá. Về phần thông số đây, con này thì cái thông số của nó sẽ là 30A. Và điện áp thì các bác cứ cắm được trực tiếp điện 220 cho em. Dòng này của nó là dòng điện một pha quá nhá, dòng điện lưới 220 bình thường đấy. Đó, bộ này sẽ là bộ mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới cái đồ hàng của Hornet. Hàng Hornet thì một trong những thương hiệu chuyên về những cái đồ điều khiển này rất là nổi tiếng rồi, không có gì bàn cãi về cái dòng này đâu, quá ok luôn, dùng cực kỳ bền. Đó, đây một cái bộ của nó đây nhá, đây là bộ ổ cắm. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái bộ ổ cắm điều khiển từ xa, ổ cắm nhá, ổ cắm này, đây ổ cắm đây, ổ cắm điều khiển từ xa này, ổ cắm điều khiển từ xa. Bộ này sẽ là 270k nhá. Và bên em bao ship tại nhà luôn. Đấy là cái bộ ổ cắm điều khiển từ xa là 270.000 bao ship. Ngoài ra thì bên em có cái bộ đó là cái bộ đấu nối. Đây, bộ đấu nối đây nhá. Đây bộ đấu nối đây. Đấy hộp của nó đây. Bộ này thì nó về hơi mất công một chút, là về là các bác phải tự đấu. Về phải tự đấu nhá. Thì cũng đơn giản thôi, nó có sơ đồ đấu nối ở trên này hết rồi. Đấy, 2 vào 2 ra. Đây. 1 2 sẽ là vào và 3 4 sẽ là ra, có thế thôi, đánh số đây mà. 1 2 vào 3 4 ra, có thế thôi. Còn khi mà đấu xong thì 12 sẽ là vào nguồn 220, 34 thì sẽ là ra cái thiết bị các bác cần điều khiển và các bác bấm nút là xong. Đây on off đây sẽ có là một cái tay remote đi kèm đúng như cái bộ kia. Còn đây là cái bộ về là các bác phải đấu nối. Đấu nối thì cái nó sẽ không bằng được như cái ổ cắm kia. Ổ cắm kia thì các bác có thể di động mang đi mang lại dễ hơn. Còn cái đấu nối thì thường thì cho những cái thiết bị mà để cố định một chỗ thì sẽ phù hợp hơn nhá. Đấy tùy nhu cầu. Mình lấy bộ nào cũng được. Bộ đấu nối thì giá nó sẽ tốt hơn. Lên mã em sẽ là cái bộ ổ cắm điều khiển từ xa, bộ này sẽ là bộ đấu nối nhá. Đấy, đấu nối này, đấu nối đây sẽ là 230.000 và bên em cũng bao ship luôn. Còn cái bộ ổ cắm này sẽ là 270k. Đấy tùy nhu cầu. Đây là đấu nối này, đấu nối là 230k, còn ổ cắm thì sẽ là 270k nhé các bác nhá. Đấy thì mình cứ tham khảo, thấy phù hợp bộ nào thì mình mua bộ đấy. Đó, sản phẩm bàn chải than tre Hàn Quốc, hàng bên shop lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, đợt này thì đang với một cái mức giá đang rất là tốt thì em cũng lên quay để cập nhật lại cho bác cái giá luôn. Hiện tại thì bên em đang bán lẻ một chiếc bàn chải than tre Hàn Quốc này, giá của nó giá lẻ sẽ là đi 4.000 một chiếc nhá. Đấy, 4.000 một chiếc, 4k cho một chiếc bàn chải than tre Hàn Quốc này, hàng của Korea. Hàng của nó vẫn còn nguyên hộp luôn nhá, vẫn còn nguyên hộp luôn. Đây một hộp của nó đây, một hộp mới tinh của nó sẽ như này, một hộp là 30 chiếc này, hàng của Hàn Quốc luôn nhá. Hàng than tre Hàn Quốc Korea này, nó rất xịn luôn. Con này thì lông rất là mềm và bàn chải đánh rất là thích, không lo sưng lợi sưng răng nhá. Ở đây bóc ra bác xem một chiếc này, lông mềm lắm, dùng thích lắm. Con này em đang dùng thực tế đang dùng mà dùng thích lắm. Đây có nhìn này, lông mềm mịn luôn, dùng thích dã man luôn nhá. Đó là về cái chất lông bàn chải đó nhá, đánh không có lo bị sưng lợi viêm lợi, yên tâm luôn. Đấy, đánh quá ok mà giá thì rất hợp lý, chỉ có 40k một chiếc thôi. Đấy, 40.000, 4k cho một chiếc bàn chải than tre Hàn Quốc này. Bàn chải than tre Hàn Quốc đó, giá sẽ là 4k một chiếc nhá, 4k một chiếc. Còn nếu mà các bác muốn mua cả hộp, đây bên em sẽ có bán cả hộp. Đây một hộp sẽ là 30 chiếc này, một hộp 30 chiếc thì giá của nó sẽ là đi 110k nhá, 110k cho một cái hộp bàn chải than tre Hàn Quốc 30 chiếc như này nhá. Đấy tùy nhu cầu mình lấy như nào cũng được. Các bác có thể lấy lẻ một chiếc hoặc là các bác có thể lấy cả hộp 30 chiếc, nhưng mà theo em thì các bác đi mua cổ hộp này mình dùng dần cho nó đã. Đấy, có 110.000 thôi, giá rất là tốt rồi. Đấy, mình cứ mua xúc cả hộp về, mua dùng cho nó thoải mái, dùng cả năm luôn, hoặc là thậm chí các bác có thể mua về bán lại. hoặc mua về tặng, mua về làm quà. Đấy. Nói chung là các yên tâm là cái giá 101 như này với lại cái giá lẻ 4.000 thì các yên tâm là giá đấy coi như nó là giá xỉ thôi, không có một cái giá nào tốt nữa đâu, giá đấy là giá xỉ đúng không nhá. Các bác cứ ra ngoài cửa hàng thì họ không bao giờ người ta bán đến một cái bàn chải nào 4.000 đâu, người ta phải bán đến quán nào rẻ thì khoảng tầm 10.000, còn quán nào đắt khoảng tầm 10 đến 15.000 một cái cơ. Đấy, đấy là thực tế về sản phẩm anh nhá, chứ không có phải là gì. Các bác cứ ra cửa hàng thì các bác khỏi thoải mái chưa. Đó. Thì báo giá lại nhá. 4.000 một chiếc bàn chải đan tre Hàn Quốc nha, đấy là báo giá lẻ. Còn các bác lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ là 110k các nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì lên luôn mã cho bác là ô dù tự động này, lên mã nha, sẽ là ô dù tự động nhá, phục vụ cho bác trong mùa hè. Đấy, bắt đầu là đang mùa hè, mùa mưa thất thường rất là nhiều, mình nên sắm cho một con. Đấy, các bác để trong nhà hoặc là để cốp xe, hoặc là các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi. Đấy, mình có cái ô này rất là tiện này. Đó, nó nhỏ gọn thôi, khi mà gói mà rất là nhỏ gọn, khoảng tầm 30cm nhá. Đấy, khoảng tầm 30cm, còn lúc mở ra thì cực kỳ rộng, mở ra đường kính nó khoảng tầm 1m nhá. Toàn bộ dòng này thì đều là tự động hết, tự động hết luôn. Đấy, các bác bấm ra thu vào đều tự động nhá. Đây em sẽ mở ra. Đấy, các bác chỉ việc bấm này. Đấy, tự động nó sẽ bung lên nhá, bấm cái tự động thu vào, rất là tiện luôn. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi quá ok luôn, che nắng che mưa cho em. Hàng này thì hàng vải dày, hàng loại một nhá, chống tiêu UV, tia cực tím, nắng to rồi là mưa to bất chấp cho em luôn. Hàng thì sẽ là hàng gọng kép cực kỳ bền. Đấy, hàng gọng kép cực bền đây. Em sẽ bấm lại bác xem một lần nữa này. Đấy, đây các bác nhỉ. Các bác cứ rũ thoải mái cho em luôn. Chiêu dòng này cứ rũ thoải mái các bác nhỉ. Rũ thoải mái này. Đấy, không là bung luôn. Quá chắc luôn nhá. Bấm cái vào này. Ok luôn. Đó. Vào cái luôn nhá. Đấy, ra xong bình thường này. Đấy, lại vào luôn, khớp ngay. Không có gì phải bàn cãi về cái sản phẩm ô dù này, quá chất lượng rồi. Em bán cũng rất là nhiều nhá. Đấy, có bác mua đến cả chục cái luôn, mua về tặng mọi người. Rồi, lên mã nhà em sẽ là ô dù tự động. Đấy, ô dù tự động. Em báo giá luôn. Giá của nó hiện tại đang rất là tốt gửi bác nhá. Ô dù tự động này. Ô dù tự động. Giá sẽ là đi 80k cho một chiếc ô dù tự động nhá. Chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k một chiếc ô dù tự động này. Giá rất là tốt. Ô thì rất là xịn rồi. Đấy. Khay đá silicon tiếp tục về phục vụ bác trong cái mùa hè năm nay. Dùng quá ok luôn nhá. Khay đá thì chất liệu sẽ là bằng nhựa kết hợp với lại dạng silicon. Đó đây. Thì toàn bộ phần đít của nó này thiết kế là đít silicon nhá. Thì khi mà sử dụng cũng rất là dễ dùng. Thì bác chỉ việc là làm đá như bình thường. Còn lúc mà các bác lấy ra này, bác chỉ việc bóp cái đít này. Thấy không? Nó sẽ lồi lên này. Nó không những cái dòng đá khay đá cũ là các bác cứ phải gõ này, đập này, rồi các bác xoay nghiến răng rồi nghiến lại, rồi các bác phải dúng qua nước, bắt đầu là nó mới bong chân, nó lúc đấy các bác phải bấm nó ra. Nhưng con này rất là dễ, các bác chỉ việc bóp đây, bóp cái đít này, bóp đít này, bóp đít này. Đấy, là nó sẽ đẩy hết ra luôn. Một khay này sẽ là 14 viên nhá, cực kỳ to luôn. Một khay 14 viên, đi kèm sẽ có là cả nắp đậy này, rất cẩn thận luôn nhá, có cả nắp đậy này cho bác luôn, quá ok. Lên mã em sẽ là khay đá silicon, cực kỳ dễ lấy đá, người lớn chị em, người già, phụ nữ, đàn ông lấy hết cho em nhá, cả nhà mình đều lấy được luôn. Lên mã em sẽ là khay đá silicon. Silicon này, giá sẽ là 20k cho một chiếc khay đá nhá, 20.000 chiếc, giá rất là tốt. Đây các bác ơi, sản phẩm này em đang dùng thực tế nhá. Đó, đây sản phẩm đang thực tế các bác nhìn này. Đấy, ở đây không? Ấn phát nó nhảy luôn nhá. Đây. Đấy, ấn phát nó nhảy luôn. Nó rất là dễ lấy, nó không như những cái dòng đá khay đá thường, các bác cứ phải vặn vẹo là nghiến răng nghiến lợi, các bác bấm nó ra. Con này là các bác cứ đẩy nhẹ cái ra ngay. Đấy đây. Đấy, nhẹ cái ra ngay này, nó rất là dễ lấy nhá, vì cái phần đít của nó là cái đít mềm, đít silicon mà. Đây này, nó mềm mềm với silicon này, dùng rất là dễ dùng luôn. Đó, bấm cái cứ bấm nhẹ cái là bắt đầu nó đẩy ra ngay, rất ok nhá. Rồi, lên mã em sẽ là khay đá silicon. Giá sẽ là 20k một khay nhá, 20.000 một chiếc khay đá silicon này. Các bác mua cho em khoảng tầm 4-5 khay về thôi là mình cứ dùng, cả nhà gia đình mình dùng thoải mái. Đấy, nhiều khi là cần công cần việc các thứ ra. Đấy, mình có việc là đá đấm đủ cả các bác mình dùng luôn. Sản phẩm bình pha trà coi nhá, lên mã em sẽ là bình pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít và hiện tại đang giá rất là tốt luôn. Giá hiện tại đang bán là sẽ là 120.000 một chiếc nhá. Đây, con bình pha trà dung tích 1 lít này, cực kỳ ngon luôn. Đấy, đây không? Rất xịn luôn nhá. Inox 2 lớp nhá, dòng sản phẩm công nghệ mới, giữ nhiệt, giữ nóng ok nhá. Hàng inox 2 lớp hút chân không. Đây, xoáy bác xem bên trong này. Đấy, cực kỳ dày inox luôn nhá. Su 316 này, inox 2 lớp cực kỳ xịn. Có phần quay cầm rất tiện nha, dung tích 1 lít sử dụng gia đình em rất thoải mái luôn. Và đây là phần nắp này, nắp thì sẽ tích hợp luôn là phần lõi lọc chè. Đấy thì các bác ví dụ uống chè các bác cho đây, sau đó là các bác chế nước đây là các bác cắm để cái nắp đậy nắp vào là các bác sử dụng là ok nha luôn. Đấy. Và các bác đậy nắp vào xong. Con này nó có một cái rất là hay là khi mà các bác xoáy chặt vào như này, ví dụ là các bác có đánh đổ ngang ra hoặc là các bác đổ dọc ra, đổ lộn tu ra, vẫn không là nước chảy đâu, cực kỳ kín nhá. Trừ khi là các bác bóp này chưa. Đấy, lúc nào mà rót nước có nhớ phải bóp cái này là nước bắt đầu mới ra được, còn không có để bình thường. Để nó đổ này không là nước ra luôn, cực kỳ kín nhá, nên là nó giữ nhiệt các thứ rất tốt luôn. Chuyên để bác pha trà, pha nước các thứ rồi vào đây. Sử dụng gia đình em 1 lít nước để uống thoải mái rồi. Đó, lên mã em sẽ là bình pha trà dung tích sẽ là 1 lít thôi nhá, dung tích 1 lít này. Đấy, dung tích 1000ml là 1 lít nhá. Giá hiện tại đang rất là tốt luôn. Bình pha trà. Đấy, bình pha trà. Giá sẽ 120k nhá, 120.000 cho một chiếc bình pha trà nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là lô nước giặt của Nhật này. Lên mã em sẽ lấy nước giặt của Nhật, hiện tại đang rất là hot hit mà bán rất là nhiều từ nọ rồi. Đấy, rất là xịn luôn đấy. Con này thì chuyên về các bác giặt quần áo thứ cho em rất ok. Hàng nước giặt của Nhật nhá. Đây. Nó sẽ là từng những viên nhỏ nhỏ này, dùng rất là hay này. Đây em sẽ lấy cho bác một viên, một cái túi em đang dùng đây nhá. Túi em đang dùng đây. Mùi thơm lắm, mùi thơm. Con này kết hợp vừa tẩy trắng, vừa làm sạch quần áo, vừa có mùi thơm xả vải, mềm mại vải nhá. Đây nó sẽ là từng một cái viên một nha. Thì một cái viên như này thì các bác cứ giặt cho em khoảng tầm 3 đến 4 kg quần áo này thì rất là dễ dùng thôi. Các bác cho thẳng vào máy giặt, khi mà giặt ấy là các bác cứ thả thẳng vào trong lồng giặt luôn là nó sẽ kết hợp với nước, sau đó là máy giặt nó đập là nó sẽ vỡ cái viên này ra, bắt đầu là nó sẽ hòa quyện vào với cùng với lại quần áo thứ nhà mình, nó giặt cực kỳ sạch luôn nhá. Đấy. Và rất hay. Sản phẩm nó của Nhật nên cứ yên tâm là cực kỳ an toàn với da luôn. Đấy, da trẻ nhỏ, da người lớn quá ok luôn nhá. Đây. Đó, một viên nhỏ nhỏ này. Đấy. Nó quy định là một viên là khoảng tầm 3-4 cân quần áo thì các bác cứ phệt cho em 2 viên cũng được vì nó giá quá rẻ rồi. Giá cực kỳ rẻ nhá. Hiện tại bên em sẽ bán theo túi. Nếu các bác lấy một túi như này thì một túi này sẽ là 20 viên này, một túi nước giặt là 20 viên. 20 viên thì giá của nó sẽ là 20k, tính ra là vào có 1.000 một viên thôi. 20 viên này thì giá sẽ là 20k này. Đấy là một túi nhá. Lên mã em sẽ là một túi nước giặt. Một túi nước giặt đấy là mua lẻ nhá, mua lẻ là một túi đấy. Là 20 viên là 20k. Đó, còn nếu mà các bác muốn lấy cả hộp đây, cả hộp của nó như này. Cả hộp như này là sẽ là 100 viên ở đây. Một cả hộp là 100 viên này thì giá sẽ là đi 90.000 nhá. Một hộp nước giặt này, một hộp nước giặt nhá. Một hộp nước giặt là 100 viên. 100 viên là đi 5 túi lẻ ngoài. Giá sẽ là 90.000. Đấy, nếu mà các bác lấy cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bác lấy lẻ một túi thì giá của nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà tùy nhu cầu. Mình có thể lấy về mình dùng thử, hoặc là các bác dùng qua cái sản phẩm này rồi các bác biết rồi, chất lượng quá ok rồi thì mình có thể lấy cả hộp. Đó, thì đây. Một túi 20 viên 20.000 quá nhá. Đấy là một túi. Còn cả hộp nước giặt Nhật sẽ là 100k là sẽ là 100 viên đúng không nhá. 90k sẽ là 100 viên. Đó. Thì sẽ gồm một hộp này sẽ có là 5 túi lẻ này này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, tức là quy cách đóng sẽ là một túi này sẽ là 20 viên nhỏ nha. Đây, một túi sẽ là 20 cái viên nhỏ này này, đó này. Đấy, một túi là 20 viên, 20k, còn lấy cả hộp là 100 viên thì sẽ là 90k nhá. Sản phẩm nồi bí ngô hàng mấy shop tiếp tục về để phụ bác này. Lên mã em sẽ là nồi bí ngô. Con này thì dung tích của nó sẽ là 6 lít luôn các nhá. Dung tích là 6 lít luôn. Đây. Dung tích là 6 lít và đường kính nồi sẽ là 26 cm. Nhiều bác hỏi là cái con này có dùng được bếp gì, bếp từ không? Thì em đảm bảo là con này dùng được hết nhá. Bếp từ, bếp ga rồi là các loại bếp xem. Đấy, bếp từ, bếp ga, các loại bếp nhá, đa năng luôn, xịn lắm. Đây, đúng như trên hình và trên video các bác đang xem này. Đây trên hình như em đang quay này. Đó, màu cực kỳ đẹp nhá. Đây. Rất xịn luôn. Con này dày lắm, nồi dày. Con này về chuyên ví dụ là các bác dùng để luộc gà này. Rồi là các bác sử dụng đa năng. Luộc gà, luộc vịt, những cái các bác cần những cái nồi to nhà thì dùng quá ok. Đây. Cái nhà sẽ có một cái phần nắp đậy thì về các bác lắp à. Còn đây thì em quay nhanh thôi, không lắp nữa. Còn đây là phần nắp này. Này nắp của nó đây. Đấy. Khi mà đậy vào nhìn nó như ở một cái nồi bí ngô này, nhìn rất là hay nhá. Đấy, như cả một cái nồi bí ngô nhá, hình cái quả bí ngô ấy. Quai này chắc chắn ngon lành luôn nhá. Quai B này, nắp này. Phần lòng nồi sẽ được toàn bộ sẽ được phủ một lớp nano bạc chống dính, quá xịn luôn. Đó, chắc chắn dày. Đó, cực kỳ dày nhá. Dung tích nồi 6 lít là luộc gà luộc vịt thoải mái rồi. Và nồi là có thể dùng bếp từ nhá. Đấy, nồi có thể dùng bếp từ vì hiện tại rất là nhiều bác dùng bếp từ. Đấy, vì nhiều bác hỏi nên em cũng trả lời luôn là có dùng được bếp từ không, là có dùng được các bác nhá. Đấy, cam kết các bác là dùng được bếp từ. Đó. Và một cái ưu điểm nữa là cái sản phẩm này là cái phần vung nó sẽ lồi lên. Ví dụ như là các bác luộc vịt luộc gà là hay có những cái con vịt là đầu nó sẽ thò lên hoặc là chân nó sẽ thò lên khi mà các bác để những cái xoong mà nó hơi chặt một chút đấy. Vịt nó to hoặc gà nó to, những cái con nó to mà cái phần đùi hoặc là phần chân, phần đầu, phần cổ nó sẽ bị thò lên. Thì ví dụ như các bác Những cái vùng bằng là các bác đậy nó rất là khó đậy, hoặc là các bác đậy là cứ phải kiếm một cái gì nặng nặng, viên gạch có thứ các bác đè lên thì bắt đầu nó với đè xuống là bắt đầu luộc nó mới dễ, nó đỡ bị hở. Còn khi mà dùng cái này thì các bạn nhìn thấy cái phần vùng này nó sẽ lõm lên trên. Đấy, các nhìn không? Vùng nó sẽ lõm lên trên. Đây là khi mà ví dụ các bác luộc gà vịt mà cái chân hoặc cái đầu nó thò lên là các bác vẫn có thể là đậy cái vùng này thoải mái mà không cần phải đè đến gì. Quá thông minh, thiết kế cực kỳ hay nhá. Đó, rồi. Lên mã cho em sẽ là nồi bí ngô. Dung tích của nó sẽ là đi 6 lít này, 6 lít nhá. 6 lít. Và cái đường kính sẽ là 226 cm. Đấy, đường kính 26 cm cực kỳ to luôn. Giá sẽ là đi 180k thôi. Có 180.000 một chiếc nồi thôi. Một cái mức giá quá dễ mua. Đấy, một cái mức giá quá dễ mua mà các bác bỏ 180.000 mua một con nồi rất đẹp luôn, xịn chắc chắn. Đó, và lại còn được cả chống dính luôn nhá. Đấy, chống dính thì các bác có thể xào nấu có thứ bên đây thoải mái luôn. Đó. 6 lít 26 cm 180.000 một chiếc nhá. Nồi bí ngô. Lên mã cho đồ bí ngô. Và có dùng được bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại này, rồi là bếp than, bếp củi, bếp điện, dùng hết cho em luôn nhá. Sản phẩm khay inox hàng mới shop tiếp tục về, và đợt này về số lượng lớn với hiện tại đang với mức giá rất là tốt luôn. Lên mã em sẽ là khay inox 5 tầng. Đây sẽ gồm có là 2 4 5 khay inox nhá. Thì em lên luôn mã sẽ là khay inox 5 tầng. Khay inox này 5 tầng. Đó, giá của nó sẽ là đi 60.000 một bộ nhá, 60.000 một bộ. Con này thì sẽ có gồm các kích thước như sau: 10 này, 12, 14, 16 và 18. Tổng sẽ gồm có là 5 kích thước nhá. 5 kích thước cực kỳ xịn luôn đấy. Đây, sẽ gồm có là một cái khay như này. Nhiều cái yên tâm là bóc bên trong ra này. Quá nhiều luôn. À, đây. Quá xịn luôn nhá. 5 khay cho em thoải mái dùng luôn này. 5 khay luôn, dùng thoải mái. Đấy, đặc biệt cho các bác nào mà hay đi làm công trình, công trường, công sở. Đấy, các bác làm văn phòng, mang cơm mang nước đi để đựng vào đây, đựng đồ ăn thức uống vào đây mang đi này. Hoặc là các bác để ở nhà, nhiều khi là thức ăn thừa các bác, nhà mình còn nhiều, mình có muốn bảo quản tủ lạnh thì các bác để vào đây. Sau đó là các bác lấy cái nắp này, các bác đậy ra. Đấy, thì các bác sẽ bảo quản được lâu hơn và cái mùi thức ăn nó sẽ không bị bay ra tủ lạnh, và khi mà dùng thì các bác bảo quản thức ăn nó sẽ tốt hơn, đảm bảo hơn nhé. Đấy, thì nó sẽ từng khay một sẽ có từng nắp đậy một luôn nhá. Đấy, nghĩa là khay nào cũng có nắp đậy luôn. Đây em sẽ bày luôn xem. Từng khay một là đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, có nắp đậy luôn. Quá xịn, quá lịch sự luôn đấy. Đấy, quá ok luôn nhá. 5 khay dùng thoải mái luôn. Anh em làm công trình công trường để cơm nước vào đây mang đi. Các bác để ở nhà để bảo quản đồ ăn thức uống. Chị em làm văn phòng cũng rất ok luôn nhá. Đấy đây, một cái bộ inox 5 khay như này, quá đẹp luôn. Sẽ có là 5 kích thước. 10, 12, 14, 16 và 18 cm. Tổng sẽ gồm có là 5 khay, 5 kích thước khác nhau. Giá sẽ là 60.000 một cái bộ khay như này. Các bác mua đâu được một cái bộ khay đẹp như này mà chỉ có 60.000 thôi. Lại còn đi kèm thêm cả nắp đậy cho em luôn. Dùng siêu ok luôn. Đấy, quá là tiện nha. 60.000 thôi. Giá quá hợp lý, các bác tranh thủ mua này. Đấy, một cái mức giá đưa ra thì để bác dễ mua, tốt nhất có thể. Rồi, đấy là bộ sản phẩm khay inox 5 tầng nhá, 60.000 một bộ nhá. Sản phẩm chảo cang này, bên shop tiếp tục về này. Đấy, con này thì tụi mọ bán rất nhiều rồi. Con nhìn này. Ở đấy không? Nó toàn bằng gang thôi các bạn, gang thôi. Một cái con chảo này mà nặng gần 1 cân đấy, nặng dã man luôn. Nó đường kính của nó sẽ là 13 cm và cái chiều sâu của nó khoảng tầm 5 cm nhá. Thì đặc biệt ví dụ là các bác nào ở một mình, dùng con này cũng rất hay, nó nhỏ nhỏ vừa xinh xinh nha. Hoặc là bà nhà ít người, hoặc là ví dụ là các bác nào mà hay ăn những cái món mà chưng mắm này, hoặc là nấu nước sốt này. Vì cái dòng này của nó dày, các bác không lo nó cháy nhá. Đấy, không nó bị cháy hoặc nó xém. Vì nó hàng dày mà, hàng dày, hàng chảo gang nó om nhiệt tốt, và hàng của Nhật nhá. Đây có chữ dập chìm luôn này, quá xịn luôn. Và hàng này yên tâm là đi kèm thì nó sẽ có là một cái tay cầm như này. Đấy, đây em sẽ lắp cho bác xem một chiếc này. Lấy cho anh cái, lấy cái chiếc lắp. Đây em sẽ lấy luôn cái chiếc nhà em lắp rồi này. Thì bên em sẽ gửi rời cái tay cầm ra để dễ vận chuyển nhá. Còn không thì về các bác lắp vào là xong. Đây. Đấy, khi mà lắp vào này, đấy, tay cầm cán gỗ nhá, có kèm luôn cả phần móc đeo. Thì dùng rất là dễ, các bác chỉ việc là về nếu mà nó sẽ rời như này. Thì ở đây nó là một cái con ốc xiết mà. Đấy, bác tháo cái này ra cho em. Tháo cái này ra. Tháo cái này ra này. Sau đó là ví dụ là bình thường là nó sẽ như này, các bác xỏ vào. Ở đây nó có một cái lỗ ren này. Đấy, các bác xỏ vào đây. Xỏ đúng vào cái khớp nó. Đấy, xỏ đúng cái khớp của nó nha. Sau đó là các bác bắt cái con ốc này vào, lựa con ốc nó vào. Đấy, nó vào khớp cái bắt đầu là các bác xoáy ra. Đấy là nó vào luôn này. Rất là dễ dàng lắp đặt nhá. Người già người lớn chị em lắp cho em ok luôn. Đấy. Đấy, các bác siết vào. Siết vào vòng cái bắt đầu nó vào luôn. Chặt khư luôn nhá. Thì con này nó vừa làm cái ốc siết của cái cán này, vừa có thể làm cái móc đeo đây luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ thông minh của người Nhật nha. Quá ok luôn. Đấy, đặc biệt các bác nào mà rán xào nấu chiên rán các thứ, những cái đồ nấu nước sốt rồi là ví dụ như là trưng mắm trưng miếc các thứ ra, cần những cái chảo dày này để nó om nhiệt không bị cháy nhá, thì các bác dùng con này chưa 100g trước nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm chảo gang 100k, cực kỳ dày nhá, thấy không, rất dày. Con này các bác phang thì cứ thoải mái luôn. Đấy, cực kỳ dày luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng cầm con chảo nó có giật mình luôn, em còn giật mình luôn, nặng dã man luôn. Còn mấy kilo dao vàng này, dao này thì chuyên để các bác gọt hoa quả nhá. Con này thì nhiều bác hỏi là con này dùng có gì không, thì các bác yên tâm là dùng không gì nhá. Không biết nó là từ chất thép gì, nó chung hàng bãi mà, không biết là chất thép gì. Đây nó vẫn có cái chữ dập mọc trên này. Đấy, chữ dập mọc này trên dao này. Cực kỳ sắc bén luôn, dùng thái chiếc em gọt hoa quả cực kỳ ok nhá. Dùng thích lắm, chuyên để gọt hoa quả vì nó nhỏ gọn mà. Con này thì nó khoảng tầm 20 cm, dùng quá ok luôn, nhà em đang dùng mà. Không biết là nó từ chất thép gì nhưng mà em đảm bảo bác là dùng không rỉ nhá. Đấy, em cũng đang dùng từ đế rồi, dùng không rỉ thế nào luôn, nên là chuyên để gọt hoa quả thì quá ok. Đấy, mà sắc lâu lắm, sắc thích lắm, gọt nó đi như nước luôn, dùng thích lắm. Lên mã em sẽ là siêu phẩm dao vàng. Đấy, em còn ít nữa em thanh lý nốt bác luôn. Giá sẽ là 40.000 một cây. Dao vàng này, dao vàng. Đấy, 40.000 một cây nhá, 40k trong một cây dao vàng nha. Đấy, giá được 40.000 thôi, một cái mức giá để các bác rất là dễ mua. Đó, mua về một con về mình còn hoa quả rất tiện luôn. 40.000 một cây.